Xin chào, hello. Hôm nay là ngày 20 tháng 10. Cho chết mọi người mà cho chúc các cô coi clip của Hoàng Thái rồi đó. Được nhiều sức khỏe xinh đẹp hơn nha. Rồi sao nữa nè? Sao? Ôi, chúc gì ngắn quá vậy? Nếu mình đã chúc các cô rồi thì mình chúc luôn các chị đi. Em chúc các chị mạnh khỏe, học giỏi nha. Rồi, giờ mình chúc các con chị rồi, mình chúc các bà luôn. Thêm luôn tới các bà là suy nghĩ phải không? Giống như bà ngoại của mình vậy đó. Rồi, tết bà khỏe mạnh nè, sống lâu trăm tuổi nữa nha. Yeah, còn Huy Khánh thì xin chúc cho toàn thể phụ nữ Việt Nam có một ngày này thật là vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình của mình. Và đặc biệt là hãy nhớ theo dõi kênh Huy Khánh Vlog thường xuyên để được thấy Huy Khánh, những người bạn và các cháu. Nha, con gái, con nít mà liếc như vậy là xấu lắm á nha các nha, 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 nha. Trong clip này cũng có mấy anh theo dõi nhiều lắm đó. Cho nên là các mà xấu như vậy là mấy anh phát hiện ra đó, hiểu chưa? Hôm nay hai ba con của Huy Khánh đang có mặt tại một cái hồ bơi rất là đẹp. Đang... ở cái hồ bơi này là ở Long Hải. Nhớ đăng ký kênh Huy Khánh Vlog nha. Rồi đăng ký luôn kênh các hao nữa nha. Cảm ơn mọi người rất là nhiều đã theo dõi kênh của Huy Khánh trong suốt thời gian vừa qua. Trong kênh của Huy Khánh cũng có các cát nữa. Các cát muốn nói gì với mọi người nữa không nè? Bắt tắt nè. Rồi bây giờ cát chảy cho mọi người thấy các biểu diễn bơi nha. Ủa, cái này đâu phải bơi đâu. Cái này là đẩy ra mà. Bơi ếch đàng hoàng chứ, mọi người muốn nhìn thấy cán bơi ếch mà. Rồi bơi ếch qua nào, 2, 3 bơi. Ủa này là bơi chó mà. Bơi ếch là phải ụp mặt xuống thở chứ. À ba quên, thì thường thì cát bơi phải có mắt kính cát mới bơi được, còn bây giờ không có mắt kính nên cát không bơi được đúng không? Bơi chó dễ lắm. Đâu bơi chó là biểu diễn bơi chó rồi. Phải sủa nữa, bơi chó là phải sủa nữa. Phải sủa nữa, gâu gâu nữa. Rồi bơi lại. Nhanh lên sủa nữa. Bây giờ hôm bữa ba đập hộp iPhone 11 rồi mát đúng không? Đúng rồi. Thử đập vét đi. Là sao? Nè. Rồi sao? Nè là đập như vậy nè, đỡ cắt khiếp. Đập dép dưới nước á hả? Là đập nè. Sao? Cái đó là gọi là cái gì? Đập dép. Rồi đập dép mà sao giống giặt dép quá vậy? Thì mình rửa luôn. Trời ơi, rửa dép luôn hả? Dép đâu ra vậy? À con lấy ở mình chờ chú Tướng một ba. Vậy hả? Trời ơi nè, chú Tướng cho con đôi nữa nè. Hết hồn chưa? Đến chú Tướng sang chưa? Cái này nó rớt quá nhờ. Chú Tướng cho con đôi nữa kìa. Tha hồ rửa dép. Trời ơi, nhiều quá vậy. Hôm nay ngày hội rửa dép hả? Rửa đi, nhanh lên. Sạch sạch sạch. Sạch dép nha. Nghĩa là không rửa sạch được. Tại sao? Tại vì cái này các trưởng cát mà ai ngừa nó là xin gươm. Rồi lo rửa đi, nhanh lên. Nè, giặt xong rồi quăng lên bờ. Má, nhanh lên. Má ơi, ghê quá. Nhanh lên. Rồi các gươm dép lại, ba chụp cho các tấm hình. Ba đừng ăn từ từ. Rồi gươm dép lại. Ôm vô. Rồi ôm vô, ba chụp tấm hình nè. Nhìn đây nè. Rồi 1, 2, 3. Đây là hết kết thúc rồi nha. Thư giãn, cuộc sống thư giãn thật là sảng khoái quá mọi người ơi. Mình đang phơi nắng, tắm nắng nha. Cái gì, ba thấy con đâu? Con đâu vậy? Đưa tay lên coi. Mưa gì đâu mà mưa. Trời ơi, mưa lâm lâm đâu có gì đâu. Cái gì vậy? Hả? Trời ơi. Cát đâu rồi? Xuống đây. Cái gì? Mưa gì vậy? Mưa dép.
Mọi người ơi, nãy giờ mọi người thấy clip của Cát với Ba Sàm không? Mọi người nếu thích thì nhớ ấn chuông, subscribe, like, share, cái theo và thấy cái vlog nha.